gửi gửi anh em, hai anh em Hải Phòng, hẹn sáng mai lên. Mới đầu mình bảo là đi ăn liên hoan mà mình vẫn hẹn sáng mai anh em. May quá lúc này đây là buổi tối, nông dân mình thấy nó gáy, vừa nãy nó gù xong, gù có gù là anh em con này thì khỏi phải nghĩ luôn, bảo anh thổ xịn luôn đây. Con này phiếu của nó đây, phiếu của nó đây, một trong một chấm thổ xịn luôn đó. Xin đây.